Gần chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ cập nhật giá sỉ một số mặt hàng nông sản có mặt tại chợ đầu mối Hóc Môn hôm nay. Đây là cam, cam Vĩnh Long nha quý vị. Đây, cam Vĩnh Long này là của tập hàng của chị Trúc, có làm ăn với chị Trúc đó, thì số điện thoại của chị Trúc mình có ghi trên màn hình video, quý vị cứ gọi hỏi giá cả mua bán trực tiếp với chị Trúc nha quý vị. Còn giá tham khảo hôm nay là cam này là 18.000 đồng một ký, cái loại ba trái một ký, nhỏ nhỏ thì ba trái bốn trái một ký, loại này dạng cục vip á. 50 ký trở lên bao ship. À, 50 ký trở lên đó là gần gần đây anh bao ship anh chở đi tới nơi nha quý vị. Đây chị đại giá luôn đây. Mua lẻ có giá lẻ, mua sỉ có giá sỉ nha quý vị. Được, quay rồi. Đắp chứ cái gì đâu. Đây, quay cam nè, đó, đẹp đó. Nó mỏng da quý vị, nó nước nhiều mỏng da lắm. Cam Vĩnh Long. Mua cam Vĩnh Long để ủng hộ bà con nông dân trồng cam ở Vĩnh Long nha quý vị. Rồi giải cứu nông sản Việt Nam. Tam Bình hả? Tam Bình đó thì đi qua chợ Vĩnh Long rồi tới Tam Bình. Đó bên tay trái. Tam Bình Vĩnh Long. Như vậy là chị đóng chị đi quý vị. Đó ra cho ta là chị đóng vậy. Tam Bình vậy. Rồi. Rồi. Đấy đó. Cam chị này là chỉ chuyên bán cam thôi nha quý vị, chuyên bán cam nên cam chị bán nó rất là mới. Này chị cũng đang đóng đi á quý vị. Này hàng nè, hàng chỉ đóng chỉ giao cho người ta. Rất là nhiều luôn. Trong đó là 30 kg. Mình 20 kg à? Mình lớn 30 kg. Bịch này là 30 kg của chị rồi. Chị đóng bịch 30 kg. Tươi mới. Hàng đây là hàng mới liên tục nha quý vị. Đầu mới liên tục. Bao mới bao ngọt, hàng mới lên cái lá nó còn tươi rói luôn quý vị. Này chị đóng đi chị giao. Cân này là khỏi có đặt luôn quý vị. Này anh cân anh tính tiền luôn rồi. Để đi anh giao.
ở bên kia là đường gì chị? À, đường Liên Xã, đối diện đường Liên Xã quý vị, đường Lê Thị Hà với đường Liên Xã. Là bên đây là chị Trúc bán cam bên đây. Mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc. Đúng rồi. Đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Sơn Thới Đông, huyện Hóc Môn. Có làm ai với chị Trúc thì gọi số điện thoại trên màn hình video dùm cho quý vị. Mua hàng ủng hộ chị Trúc, chị Trúc cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt, bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.